Xin phép được bắt đầu. Điện lưới Oscar Palace xin được trân trọng kính chào quý vị quan khách. Thưa quý vị, và trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay sẽ không thể thiếu được sự có mặt của hai bên gia đình, những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng hai nhân vật chính trong buổi tiệc chúng ta ngày hôm nay. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin được rất trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Triệu và bà Nguyễn Thị Nguyệt là bố và mẹ của chú rể. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin được rất trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đào Thị Tâm và ông Đặng Văn Trình là mẹ và chú của cô dâu. Thưa quý vị, trên một tràng pháo tay toàn đầu nhiệt dành cho hai bên xuôi dạ. Xin được ra mắt cùng với toàn thể quý vị quan khách.
Để cảm ơn tấm chân tình quý vị đã bỏ chút thời gian quý báu đến đây tham dự trong buổi lễ trọng đại chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây xin mời ông Nguyễn Văn Triệu sẽ đại diện họ nhà trai có đôi lời cảm ơn đến cùng tất cả quý vị. Xin mời. Kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, đại diện cho hai họ nhà trai và nhà gái cùng toàn thể các anh chị em, bạn bè của cháu Phú và cháu Bảo Anh. Tôi là bố của cháu Phú. Thế hôm nay mình rất vinh dự được sự thống nhất của hai gia đình chúng tôi thì đã hôm nay tổ chức một bữa tiệc để mời các cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị em bạn bè của hai cháu đến chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thì tôi rất là cảm động và mong là tình cảm của các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh chị em, bạn bè của hai cháu đến đây chung vui giữ bữa tiệc để chúc cho hai cháu và trăm năm hạnh phúc. Thì sau đây tôi xin mời tất cả các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng bạn bè của hai cháu sẽ lên đi để chúc cho hai cháu là trăm năm hạnh phúc. Xin mời tất cả vân trường sẽ lâm ly để mừng chúc phúc cho hai cháu. Thì là cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Triệu rất nhiều và chúng tôi xin được mời ông Đặng Văn Trình sẽ đại diện hội nhà gái có lời lời cảm ơn là xin mời. Kính thưa con thế này không ạ, kính thưa hội hôn, qua sự tìm hiểu của hai cháu hôm nay họ chúng tôi đã chọn được ngày lành tháng tốt giờ đẹp khi làm buổi lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt gia đình họ gái cảm ơn quan viên đại họ và hai bên gia đình ông bà nội ngoại cùng toàn thể bà con cô dì chú bác bạn bè anh em tới dự buổi lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu. Tôi thay mặt gia đình xin thành cảm ơn. Xin được cảm ơn Đặng Văn Trình rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là lời cảm ơn rất chân tình của đại diện hai bên gia đình. Và đã đến lúc cô dâu và chú rể của chúng tôi sẽ dâng những giọt rượu hồng cho ngày lễ trọng đại của mình lên các đấng sinh thành, tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo. Xin mời. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng rượu lên họ nhà trai ạ. Xin mời. Xin được mời chú rể và cô dâu sẽ cùng giới thiệu lên họ nhà gái. Xin mời. Và chúng tôi xin được mời hai bên gia đình chúng ta hãy cùng cạn ly để tình xôi gia thêm phần thắm thiết. Xin mời. Thưa quý vị, dành một tràng pháo tay tận lời nhiệt dành cho hai bên gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Chí duyên ngày nay kết chặt vào trong năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khan thiết sẽ kết sẽ tơ hồng đôi lứa bên đôi chồng son sa son. Xin được chân thành cảm ơn hai bên gia đình. Xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về tháp rượu thăng hoa tình yêu trong nghi thức khai. Xa hơn đến tận chân trời hạnh phúc.
Đã đến thời khắc cô dâu và dung đệ của chúng tôi sẽ cùng nhấp chén da bôi. Vì vậy chúng tôi xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hát đại ly của mình. Uống chứ mời. Điều mây say, đồi bay ta tỉnh. Say bên tình, say mãi chân đâm. Một, hai, ba. Thưa quý vị, đây sẽ là những thời khắc mà cô dâu và chú rể của chúng tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt đoạn đời của mình. Thưa quý vị, và ngay thời khắc đặc biệt này, chúng tôi cũng xin được rất trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ trao những món quà cho công dân và chú rể trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay ạ. Chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời đại diện họ nhà trai xin mời mẹ chú rể. Và chúng tôi xin được mời mẹ cô dâu tiến về sân khấu và xin mời. Với các nhà gái, chúng tôi xin được mời gia đình chú Trình Phương. Xin được mời gia đình chú Trình Phương đại diện ở nhà gái. Xin mời gia đình cô Thọ Tư ạ. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng được chứng kiến khoảnh khắc rất thiêng liêng ạ. Cô dâu và chú rể sẽ trao nhận cho nhau ạ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, và nghi thức trao quà vừa rồi cũng đã khép lại chương trình nghi thức buổi lễ thành hôn của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi cô dâu và chú rể sẽ đến từng bàn nhận những lời chúc mừng của tất cả quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được kính chúc hai bên xuôi gia mãi mãi đoàn kết đồng tâm. Chúc cô dâu chú rể sống với nhau trong năm hạnh phúc và xin chúc quý vị có một buổi tiệc thật vui vẻ và lâu bền. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.
Cái này đang
quay mà. Dễ dàng.